Mình quay trở lại với Skeleton Defense và mình quay trở lại với PvP nha. Mình sẽ solo hai team, hai người đối nhau. Và đối thủ của mình ở trong video này đó chính là bài đây. Tên là bạn này thì mình sẽ có full team, chúng ta có full team TV Man. Thì ngoài ra đây là con kiếm tiền nhá, Scientist Camera. Nói chung là hiện giờ có mỗi con này kiếm tiền đấy, nên mình sẽ cho con này vào. Còn nếu không phải TV, nói chung là không sao. Thì mình sẽ có unit tiếp theo là cho có đây Spider TV, TV Woman, Titan TV và Upgrade Titan TV Man. Đúng nhỉ, con này tên là gì nhỉ? Nói chung là con này nó tên là Titan Team Man và Upgrade Ultimate Titan Team Man. Yeah, ok, khá là mạnh. Và còn team bạn này cho có con này đây, team là ấy, một đống speaker này, Scientist Camera để kiếm tiền này. Có Speaker Woman, Dark Speaker Man, Titan Speaker Man và Upgrade Titan Speaker Man, khỏe vãi trưởng luôn. Cái giờ mình chiến nào mọi người. Và bạn nào mà chưa biết cái chế độ PvP ở trong game này như nào ấy, thì đơn giản là hai team sẽ đặt unit ra và xem mà ai sẽ thắng được nhiều vòng hơn và ai mà mất máu nhiều hơn này thì mình sẽ có cái số máu của nhà nhá. Nếu ai mất máu nhiều hơn là team đó thua. Ngoài ra mình có thể sinh ra những cái con toilet để tấn công team kia nữa, khá là thú vị. Đây chưa có đây số bắt đầu đi này, có toilet đi từ đấy. Ôi từ kia à, đâu nhầm. Ok không sao, mấy cái đợt đầu tiên mình sẽ bỏ qua nữa để mình sẽ farm tiền đã, xem team kia chúng ta có gì đây. Team kia cũng đặt mấy con farm tiền này, chưa có ý nào cả. Ok, auto skip nha, speed 1.5 cả nhanh thế. Và ý tiếp theo mình đặt là thử con Spider TV nha. Con này là mất tiền mua ở trong shop. Thử đặt phát này nào, speed chậm thôi, speed nhanh vãi. Ôi chả, có vẻ hơi mạnh nha. Bọn toilet có vẻ vượt quá hết rồi. Mình sẽ nâng cấp level 2 nào, nâng cấp level 2. Đấy. Và đặt thêm một camera để kiếm tiền nữa. Ok, ui, vượt quá hết rồi. Ôi, sao nhanh vậy? Vượt qua hết rồi kìa. Vai trưởng. sao nhanh vậy? Ok, thua rồi. Ok, số máu tôi về không rồi này. Đã thua rồi. Ok, ok, cả hai thua rồi này. Sao vẫn chơi tiếp này? Cả hai thua vẫn chơi tiếp này. Cho có TV của mình nào. Ủa, nó khỏe thế. À, rồi. Máu tôi thua hết luôn rồi kìa. Chả hiểu kiểu gì. Bình tĩnh mấy anh ra này, nhanh thế. Why are you running? Ôi, nó vượt quá hết rồi này. What the heck? Yeah, số máu cả hai team đều thua rồi này. Mà sao vẫn chưa thua nhỉ? Team cả hai đều hết sạch máu mà vẫn chơi tiếp. What the heck? Game có vẻ có vấn đề sao ta? Ôi, bọn này yếu thế. Team của mình hơi yếu nha, Spider TV yếu vãi chưởng. Chế độ này đang có bị lỗi hay sao ra mà thua rồi mà vẫn chơi tiếp ạ? Không hiểu kiểu gì. Mà nâng cấp là 500, nâng cấp tiếp luôn đây. What? Ui, nó có Titan kìa. Titan upgrade luôn à? Ghê thế. Mình có Titan TV đây. Cái bản chưa nâng cấp. Ui. Con này DPS là bao nhiêu? Level 1, DPS con này có bao nhiêu? Có mấy nghìn à? DPS level 1 có 250. Yếu vãi, level 1 yếu vãi. Nâng cấp level 2 phát. Tao mới để tiết kiệm nâng cấp còn Titan nhá. Titan phiên bản Titan nó lại bé hơn, nó không to hơn, xa ra nó phải to hơn mới ngầu chứ. Nói chung game này kích cỡ của mấy con unit nó hơi bị lạ nha. Mấy con khỏe đáng lẽ nó phải khổng lồ nhưng mà nó lại không to bằng. Đấy, có Titan là cân được rồi. Ui, team kia thua rồi kìa. Team kia Titan vượt qua hết rồi. À đủ, team mình cũng thế. Oh no. Nâng cấp phát. Vãi trưởng. Con này khỏe vãi, không hiểu kiểu gì. Toilet lần trước mình chơi chế độ PvP đâu khó như này. 7.000 máu á. That's quite big. Đùa nhau à? Ui, gì vậy? 7.000 máu. Để mình nâng cấp phát. Nâng cấp con Titan TV phát. Ok chưa? Ui, kỹ năng gì đây? Ui, nhìn hay lắm, mình chưa dùng con này bao giờ ấy. Mình chưa có con này. Wow, con này có phải đưa mục tiêu thôi sao ta? Nó có AoE không? Hình như là không thì sao? Come on. Con của mình con này có AoE này. Con TV chủng tộc kiểu Liên Minh TV ấy, là nó sẽ có AoE hết.
nên rất là khỏe. Và tích tham 4.000 cả sẽ nâng cấp tiền đấy. À, mình không hiểu sao game vẫn chơi cho dù là máu của hai nhà đã bị tụt xuống âm rồi mà vẫn chơi tiếp được. Có lẽ đó tính năng mới mọi người ạ. Đây không phải lỗi nha, đây là tính năng mới của cái chế độ này. Khá là hay. Rồi xong một thành đi vào. Có vẻ team TV đang vượt xa team Speaker. Team Speaker đang thua rồi. Quá kém quậy. Tưởng thế nào, có bao nhiêu máu nữa. Ui, nhiều máu vãi. Sao có upgrade từ TV mọi người. Không, chưa cần, nâng cấp con này đi. Max level. Vẫn không được, ui vãi trưởng, vẫn không đập được. Chúng ta nâng cấp cho con Titan TV nha. Ok, 4.000 nữa. Nâng cấp xong thì mình sẽ đặt con Ultimate Titan TV. 3.800, 4.000. Vãi còn chưa max, còn 7.500 nữa. Rồi, đắt thực sự. Thế này thì mình biết làm thế nào để có thể phân thắng bại đây. Bởi vì là team cả hai máu đều bằng không rồi. Không biết làm thế nào để phân thắng bại đây. Nhưng mà mình cứ chơi xem ai có thể chịu được lâu hơn. Team nào mà kiểu nó thấy toilet nó đi đông quá ấy, thì team mới thua nha. Bởi vì hiện giờ thì máu cả hai bằng không ấy, không biết cách nào để phân chia thắng bại, ai thắng ai thua. Nên mình sẽ nếu mà đến một thời điểm nào đó mà thấy team ở bên kia mà một đống toilet đấy, nhiều quá thì coi như team mới thua nha. Chứ bây giờ thì cả hai đều hòa nhau rồi đâu. Yes sir. Ủa nhanh vãi. Không sao, mình phải nâng cấp tiếp mới được. Nâng cấp max con Titan TV là mình nghĩ là khá là ngon đấy. Nâng cấp max rồi mọi người ơi. Tầm đánh khá là rộng. Let's go. Nhiều máu phết nhưng mà vẫn không nhiều lắm. Mình sẽ nâng cấp tiếp cho con tiền nữa. Max là ngon. Nâng cấp tiếp. Ok. Rồi. Giờ mình sẽ phải đặt được con Titan TV. À mình sẽ nâng cấp con này đi ạ. Nâng cấp con này cho max đã. 5.000 nữa. Vãi trưởng. Con này có AOE không AOE à? Ô con Spider TV không có AOE. Sẽ thế được. TV thường là tất cả đều AOE chứ. Nó không AOE luôn ấy. Bài hơi phế. Mình tưởng con này ngầu lắm. Con này phải mua. Mua bằng Robux nha. Thế mà nó không khỏe. Bởi vì nó không có AOE. Đam của nó là ui đam của nó khá cao nha. Bạn tính xem 15.000 kìa. Nhân cũng tầm. Ủa 15.000. Mà cô đam 0.1 à. Ui wow. Được phết đấy. Oh no. Mình sẽ đặt con upgrade Titan TV mọi người. Đây. Đại ca tới rồi đây. Nâng cấp, mình có strength 2 enchant nâng cấp được. Wow! Cái mới nha. Cái mới này. Yo, wow, what the hell is that? Cái này mới. Team kia gì đây? Team kia cũng ngầu đấy. Nhưng mà team còn tiêu. Ôi khỏe vãi, cái này mới nó. Thế như vừa có một cái đợt update ở kiểu là rework tất cả unit đấy. Tất cả unit đều được có effect xịn hơn và có thêm kỹ năng thì phải. Trời ma, lõ vải như thế này. Nâng cấp tiếp phát max level luôn em ơi. Đó, nói chung là ngầu. Nói chung là ngầu vãi trưởng. Mình đặt thêm một thanh niên nữa ở đây. Và nâng cấp lên. Let's go. Oh baby. Team kia gì à? Team kia có vẻ thua rồi. Ui, ba con vào nhà rồi kìa. Thế này thì thua rồi còn đâu. Úi chà. Kỹ năng đỉnh vãi. Rồi xong. Một đống con vào luôn ạ. Mình tưởng team đấy có con speaker nâng cấp này nó phải mạnh lắm cơ. Thật sự mình chưa dùng con đấy bao giờ ấy thì mình nghĩ nó mạnh. Tưởng nó mạnh lắm. Yeah. Laser các kiểu kìa. À, nói chung là chế độ này hiện giờ đang bị có vấn đề rồi ấy. Xem số tiền nào. Số tiền thanh niên kia khá là ít nha. Mình có thể triệu hồi ra một đống con toilet và tấn công team đấy. Ui chà. Mình sẽ đặt thêm một thanh niên nữa. Phải thật đông mới có thể gánh được team. Nâng cấp max luôn. Ui nó vào kìa. Vai 7.000 máu nữa chắc chắn là đập được đúng không. Yes. No. Vai trưởng vẫn qua. Phế phẩm. We'll be right back.
Ôi rồi thì thôi, bạn chắc chắn là TV thua rồi nhá. Không nói nhiều nữa. Thua chưa, hỏi pháp. Thua chưa. Thua chưa. Thua. Chưa. Phải chấp nhận thua thì mới chiến thắng. Vẫn chưa muốn thua à? Hảo quá. Cái thanh niên này vẫn chưa muốn thua thì phải. Vẫn vẫn chưa muốn chưa chấp nhận sự thật. Bán con Santit nha. Mình sẽ thay hết bằng Ultimate Titan TV. Nâng cấp Max. Ý, tìm cái này chứ. Bán con Spider TV này đi hè. Bán nốt đi. Và thay hết bằng Ultimate. Đầu tiên mình tưởng con Upgrade Speaker nó khỏe hơn cơ, bởi con này mới ra. Nhưng hóa ra là vẫn chưa bằng, gọi là đại ca của mình, chưa mạnh bằng đại ca Titan TV Upgrade Ultimate. Ok. Thua rồi à? À, nên chắc là thua rồi kìa. Con cờ trắng rồi. Ha ha ha. Ok, và mình đã chiến thắng rồi nha. Xem team này, biết team này chiến thắng rồi này. Rồi. Kỹ năng mới của Upgrade Ultimate Titan TV quá mạnh. Và đó chính là video này. Nếu thích để một like subscribe mình nha. Mình sẽ quay trở lại với những video PvP trong tương lai. Tại con up support không có AOE. Con last speaker không có AOE. À ha ha. Ha ha. Ok. Và nếu thích để một like subscribe mình và quay trở lại với những video theo. Bye bye. Còn quên vào shop khanh.vn để ủng hộ mình mua init, mua trời giá rẻ nha. Hiện giờ đang có ưu đãi giảm giá cực kỳ. Mua một tặng một.